Anh nghe này. Bây giờ là Tường có chấp nhận thực hiện cái thử thách đó hay không? Không biết gì cho sẽ thực hiện. Không, bây giờ sẽ cho xem trước cái thử thách này. Nhưng mà nói trước là nếu mà Tường vượt qua được thử thách á thì là mọi người sẽ dẫn Tường đi ăn. Còn nếu ăn cái gì cũng được hết. Ok luôn. Còn nếu mà Tường không vượt qua được á thì Tường phải dành tặng một cái món quà nào đó cho mọi người lại. Thì nếu mà không vượt qua thì sẽ có điều kiện ra. Ok. Rồi bây giờ mình xem qua cái thử thách. Đúng rồi, phải xem qua thử thách đã. Tụi nó xem và đã biết mình phải làm gì với thử thách này. Ok, thú vị. Sẽ chơi. Bây giờ là mình phải hát mấy bài. Bây giờ mình sẽ hát 3 đoạn của 3 bài mà thấy là mọi người thích nhất của Tường. Nhạc của Tường luôn. Ok. Ok, bây giờ Tường bắt đầu thử thách. Hát rồi. Trôi qua anh nghe bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người chất chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quan thân tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Ok, bài thứ hai. Từ nắm đôi tay anh mơ màng, hình dung em đang trốn đây. Từ hé đôi môi anh mỉm cười, hình dung em đang ôm anh lúc này. Mình anh bên những tháp năm âm thầm đốt thay, mình anh bên những chiếc chưa chưa mệt nói, mình anh phía trăng phương bên thềm nhớ anh ương tóc mềm. Để thấy không xa xôi dù thế, mình anh mỗi đêm dù anh vào một giấc mơ coi mình. Dù mai đây thấy nếu em, mình anh với riêng anh trong đời Việt Nam trên cao vây vờ. Thời gian nhẹ khô vết thương anh. Ok, bài thứ ba. Hát luôn. Khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh, có người cho anh biết thế nào là dành một đời để yêu một người. Hết nữa hả? Đang dạo. Giờ một mình một trời nơi xa, buồn vì để lại đôi ta vẫn cẩn thận để dành tất cả niềm vui niềm thương dù anh phải đi xa. Từng hạt mưa như sẽ mây trời ngồi lặng
là từ thắng, vậy là từ thắng 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 cái này rồi đúng không? Ok ok, vậy là mọi người phải dẫn Tường đi ăn và để theo sự khủng bố của ekip thì Tường sẽ tương tác nhiều hơn với tất cả mọi người. Và sắp tới thì có thử thách gì và kèm theo phần thưởng thì đặc biệt là ăn thì cứ thử thách Tường và Tường sẽ làm và Tường sẽ thắng và Tường sẽ được đi ăn.